Hai, chào các bạn. Buổi sáng ngày hôm nay thì các anh em mổ thêm 4 con lợn. Đây là mắc mật đây. Là mắc mật để cho vào cái con lợn đây. Nhiều nhờ. Ôi. Các bạn ơi, bây giờ buổi sáng sớm các anh ấy chú mổ thêm 4 con lợn nữa để quay. Đây là con lợn quay mà hôm qua quay để buổi sáng ngày hôm nay 8 giờ thì bắt đầu xuất phát đi đón cô dâu đây các bạn ơi. Đây. Ôi. Màu rất là đẹp. Đây bố anh đang cố gắng để luồn cái cây qua con lợn này, cây to quá. Ôi. Cây nó to quá mà cái miệng của con lợn nó hơi bé. Khán giả rất là đồng vui. Các cô các bà đồng bào miền Trung. Mình thấy là một cái điều đặc biệt là trước sân này luôn luôn là phải thắp hương, có một cái bàn thờ ở đây nữa. Ui, gồng hết cỡ nào. Đấy, vậy mới thành được. Ôi. Xong. Vậy là đã luồn qua xong rồi. Không con táo đó. Anh là bóp thêm muối vào. Đây. Ôi. Từng này là nhiều ấy nhỉ, anh nhỉ. Chú chủ nhà đây, mình cứ phải thắp hương như này suốt à? Hả? Mình cứ phải thắp hương như này suốt ạ. Không thì cứ lấy cái con lợn ra thôi. Để cúng đấy đúng không? Nước còn một con à? Và đây con thấy là ở đây có một cái ban ở đây nữa nhỉ? Kiểu là như thế nào? Rất nhiều, cái này là ma quỷ ra. Người theo người à? Có nghĩa là người ta đi lang thang ấy đúng không? Đúng rồi. Lang thang xong rồi để cho người ta ăn xong rồi đi. Hướng này là các cô, các bà đang sửa đường. Khu vực đường trơn các bạn ạ. Trời mưa này là vất vả nhỉ? Cái đường này xấu à, đường đẹp. Vâng. Đúng rồi. Thế là mấy người làm à? Đúng rồi. Đẹp đấy. Đây. Đây. Nhà nước xem mình không? Vâng. Cái mình làm gì đó có buồn lắm không? Thâu lắm không? Rồi. Em sang tận đồng. Đây, đi qua đây xem nào. Bây giờ các chị à, các cô bây giờ mới đến đây. Chào các chị nhá. Ôi, hôm nay ai cũng đẹp ấy nhờ. Đẹp bôi son chưa? Hôm qua không đẹp à?
Con tưới chưa thấy. Đây mọi người à. Nhưng mà tí nữa sợ lại mưa á. Tí nữa lại mưa cũng nên. Rồi. Con lợn nào là mình cũng phải cho ra lên cúng à? Hay là không, hôm nay con là hôm để mới làm thôi. À thế à. Ừ. Được. Ừ. Một lát nữa là cho con lợn ra đây cúng. Đúng rồi. Ừ. Cái này hôm nay đi làm để phải làm cái này. À thế ạ. À. Đấy, những phong tục văn hóa của đồng bào. Ba chén rượu, hai chén rượu, hai cái bát hương. Một cái khâu quan trọng gần như là để báo cáo tổ tiên đấy nhỉ. Đúng rồi. Và báo cáo tổ tiên để hôm nay là đi đi ra đường. Đi ra đường đi lấy vợ, đi rước cô dâu về. Cắt chân đi à? À. Mình tận dụng để làm món khác luôn á. Cắt đúng cái khớp của nó luôn. Đúng khớp của cái hướng. À. Bây giờ là bắt đầu cho em mình lên quay. À, lại tiếp tục là thui cái phần lông của nó, rồi là phải cạo đi các bạn ạ. Đây, một cái cách quay rất là hay ở trên đồng bào người Nùng ở đây là huyện Cao Lộc. Tí nữa là chị là đi theo đoàn nhà trai mình đấy đúng không? Vâng. Thế là mình chuẩn bị những thứ gì nhiều? Chuẩn bị quần áo mới. Đúng rồi. Lợn cay. Lợn cay đúng không? Đấy. Đánh như này thôi. Vâng. Đấy các chị ạ. Ơ thế cho em hỏi là nếu mà muốn lấy một cô gái ở đây á thì là cần bao nhiêu tiền? Ai ở đây á? Vâng. Lấy nhiều quá. Bao nhiêu ạ? Nhiều là bao nhiêu? 40 triệu thế này. Khoảng 40 triệu. Vâng. Tính tổng luôn là lấy một cô vợ đồng bào người Nùng ở đây luôn. Vâng. À. 40 triệu chưa được đâu. Còn mấy con lợn nữa. Mấy con lợn nữa đúng không? À. Thế là một lát nữa là chị là đi theo đoàn. À không đi à? À. Ôi, thế vừa nãy lại bảo đi rồi. Ồ. Ơi. Con chào các cô nhá. Đây các bạn ơi, đây là sính lễ bên nhà trai mình đây đúng không ạ? Chưa đầy đủ đúng không? Đây, cháu ạ. Và hai chai rượu mẫu Sơn Đỉnh đây. À. Đây đây là. Ôi, mấy cái kẹo đây. Có 4 viên kẹo à. Ở đây là một thúng xôi nhá, một rổ xôi luôn này. Hai rổ. Đẹp lắm á, cái xôi này đẹp lắm. Cái này là một cái bánh phải không ạ? Cái này là bánh phải không? À, đây hai thúng xôi. Hai cái này là giống nhau nhờ. Yeah. À. Hai cái này giống nhau. Ôi. Hay nha. Dạ vâng. Ôi. Đây là bao nhiêu mét vải đấy ạ? 2 mét vải. Câu này. Ôi, một vòng bạc nữa phải không chị? À, cầm được không? Một cái vòng bạc này là phải một lạng đấy nhỉ? Ôi. Đây một rổ bánh luôn. Rồi. Đây là chưa đầy đủ đâu. Đấy về cho vào tải đây. Ha ha. Rồi. Vâng. Toàn bộ. Sách tăng chứ bà lúc.
tao mi đây phá cửa cứ phen em vay họ tăng bế họ vay bên này giáo đang phải vứt cắm bì hả thì tao đi đem cái dầu mấy cái ăn phải đập rồi thôi ô mà cái em phải sao lúc mà thảm phải tỉnh cái chân bóng rất rấy không cả tao phải khuyên ra thì teo xỉa với những lỗ toàn bộ xính lễ đây các bạn nhé. Rồi đây là còn thiếu rượu nữa, một con lợn quay cứ lạc cái nghe. Anh là trưởng đoàn à? Không. Đây là Mi Mai à? Cán bộ đường lối. Các chị mặc màu xanh, một màu xanh luôn đi với nhau luôn đây. Ơi. Tiếp theo thì phải đồng màu. Đồng màu. Ôi thế là xong rồi à? Chưa, vẫn rửa lần nữa. Nên rửa hết buổi sáng nay luôn đấy. Đúng không? Cả ngày luôn. Cả ngày lên mai. Thế là buộc. Buộc chắc vào. Đây là các cô các bạn mới biết làm thôi. Thanh niên là không biết đâu nhỉ. Thanh niên là không biết được. Và đến đâu rồi? Quấn câu đi đầu đấy rồi để nhà. Mấy gia làm sắp bắt cả mâm chín mì hòn. Tôi mới đầy. Cô đang gọi. Đây là gì đấy trong này? Tiền à? Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu? 200.000 à? 200.000 cho vào trong này đúng không? Rồi. Có cả tiền đấy nhá, không phải đơn giản đâu nhờ. Không phải đơn giản đâu. Ôi cô có thêm hai con gà này nữa à? Toàn bộ sinh lễ chuẩn bị đem đi nhà cô dâu đây. Chuẩn bị sẵn sàng rồi. Rồi con lặn quay đi trước rồi. Tải luôn. Bánh kẹo các thứ luôn. Bây giờ là chở bằng xe máy đi ra phía ngoài đường chính. Đây. Các bạn ơi, đi theo phái đoàn nhà trai đi rước dâu, đi đón dâu các bạn nhá. Bây giờ là đến nhà cụ cô dâu rồi, cô dâu ở ngay sát thành phố. Đây có cái chị này. Đây, nhìn thấy không ạ? Phái đoàn nhà trai đây. Một xe có 4-5 người thôi. Còn 3 xe nữa, 2 xe nữa. Đây đội hình nhà trai. Ở đây là nhà gái gọi. Quay đội hình nhà mình xíu nhờ. Đây mấy bạn này mới lên đây đúng không? Toàn bộ sinh lễ dưới lên nhà trai. Lộn quay gà. Chào các bà nhá. Bây giờ là các bà đang khơi sinh lễ ra đây đúng không? Sầu cao các thứ luôn.
Bây giờ là tiết mục giao lễ ạ. Vâng, sao xem với ạ. Ôi, bây giờ cười hết toàn bộ xính lễ bên nhà trai đây. Vâng, đây là xôi đây, một rổ xôi rất là nhiều những cái xính lễ. Đây, bác trưởng đoàn đang chuẩn bị giao lễ toàn bộ xính lễ bên nhà trai. Các bác tỷ xem để ông xem đi, không thì nhận lấy cho bác cùng có. Đây là những cái tục văn hóa của đồng bào người mình. Để đây trồng cau đây này. Không tính không lá nữa chứ, nhà bác. Hai cây này, hai cây đấy. Hai cây mà bán không bán ra. Bắt buộc phải có à? Bắt buộc đấy ạ. Giờ các anh đem con lợn quay này đi, đi vào nhận lễ rồi. À, chào cô dâu nhá. Bây giờ xinh quá luôn. Bây giờ cho con lợn quay để lên đây. À. Ăn thôi, nó con. Đây là bên nhà gái đang kiểm tra đây. Vâng, kiểm tra quân số. Rồi, đầy đủ hết rồi. Bây giờ là chú rể đây là mấy làm lễ. Vái ba cái nhỉ. Cái là lấy vợ người lùng là phải lái vái ba lần đấy. Xong là thắp luôn không? Thắp rồi. Rồi xong rồi, thủ tục đã xong xuôi. Rồi đây là các bạn của cô dâu. Đây đúng không bạn này? Bạn cô dâu đây đúng không? Cô dâu sinh năm bao nhiêu em? 2K1 luôn. Mấy bạn chắc là bằng tuổi à? Bằng tuổi hết ạ. Có em này là em út, em ngoài này em út. Ơi xinh đây. Có em nào? Ôi, đang định hỏi bảo chưa, à có người yêu chưa? Chưa, ôi. Chưa, đi hết luôn, vợ rồi, mẹ nó thế đi về, vợ anh cứ nhả chết mày. Có ba giờ, giới thiệu cho cậu đồng bạn mà. Đây bạn xinh này, xinh nhỉ? Mấy bạn này chưa có người yêu đây. Bạn này là út à? Em ơi, không phải ngại đâu, cứ tự nhiên. Ôi, cái mình em là nùng hay tay em? Nùng cái các bạn đấy. Cô gái nùng nào cũng xinh nhá, không phải là không xinh đâu. Quay cái mặt về đây cho anh xem với. Bạn này nữa này, à bạn này cũng là nùng à? Đúng không em? Hả? Bạn này cũng là nùng à?
các bạn ba mắt chúng có bốn mắt không? Các bạn của cô dâu. Các bạn nha, bây giờ là em chào anh nhá. Rồi. Có lệnh quay của chú rể đấy đúng không anh? Lệnh quay qua quay chú rể quay đây. Đang lệnh quay rồi đây. Này, ta chỉ này. Thôi này. Rồi. Đấy, tôi thấy này. Cái này nhỏ lắm, lấy cái túi to. Phía trong này là khu vực nhà bếp, đây các cô đang có cái món canh mang đây đúng không ạ? Đây, ôi ngon nha, chào các chị nha. Đây đây đây, chào món đây luôn. Rồi nhiều món ghê á. Chào anh nhá, chào anh. Đây. Ông anh có cái món này ngon nha. Quay đi, quay anh đi này, ôi, quay gì kia ạ, ôi. À. Xong rồi, rồi, rồi. Khu vực phía trong nhà bếp. Toàn các chú, các bác đầu bếp hạng sang, hạng xịn đấy nhở. Sơn đây. Sườn cao. Sườn cao. Cao xong xua, cao xong ngọt. Ngọt nhỉ. Đẳng cấp. Cái món gì đây chú? Món hồi sau sẽ rõ. Hồi sau sẽ rõ à? Mời chú trước đi. Mời chú trước đi. Đây. Ôi. Vâng. Cháu mời nhá. Cảm ơn nhá. Chúc sức khỏe cho chú nhá. Rồi. À, không sao. Ok. Vâng. Cảm ơn. Được, không sao. Rồi. Xem cả anh nha. Ê, đi. Em phải đi qua hết. Hay quá. Anh ơi. Nha. Ôi. Quá tuyệt. Một cái món đặc sản. Vâng. Rồi. Anh ấy mở bát luôn. Mở bát cho bác xem luôn. Ôi. Đặc sản đây đấy. Quá là phê luôn. Đấy chưa? Đâu? Quá tuyệt vời. Thôi anh ơi. Cảm ơn cháu. Anh ơi thôi, à chú ơi thôi. Nhường ra anh ấy đi. Cháu uống nhiều say lắm. Ôi giời, nóng hổi chưa. Ok anh. Một mâm cỗ. Đây, chưa đầy đủ đâu anh nhờ. Đây, rồi, ngon chưa? Bánh, thịt gà, thịt lợn quay. Món xương. Rồi. Đây là phái đoàn nhà trai. Các chị ơi, cười. Đây. Thấy cả anh nữa cơ. Thấy cả anh nữa cơ. Cười nha. Xong rồi. Rồi, phái đoàn xếp hàng đều. Rồi. Anh đi qua cái nhá. Không, anh không được vào, anh chỉ. Rồi, đồng ý. Em cứ bạn nào trong số bạn này? Em trai nhưng mà em cướp bạn nào trong số bạn này? Các chị à? Xem mà chú rể cướp cô dâu bằng cách nào nhờ? Mặc bộ truyền thống của đồng bào người Nùng đấy. Đây là bác ấy, bác này đấy. Vâng.
Anh ngó gì? Mày có chặt. Anh ngó cái gì? Bây giờ là như thế nào? Vừa vừa đấy nha. Không, anh cái này không dành cho anh đâu, dành cho chú rể thôi. À, là như nào cái này cho anh một lời giải thích. Cái này là tổng hợp tất cả các vị trong quả sống anh ạ. À, có chua cay mặn ngọt đắng. Thế là chơi hết à? Chơi hết chứ. À, có phải nếm hết đúng không? Nếm đủ các vị. Yeah. Nhất là ông này rồi đấy. Nhưng mà anh thấy ngọt nhá. Có ngọt à? Không, ý là mọi thứ anh thấy ngọt lắm. Ngọt lắm. Màn này. Rồi. Cái màn là màn cướp dâu này là hay nhất nhỉ? Đúng không? Cái màn này là hay nhất đúng không? Không được đâu, để ngoài cổng đấy. Các bạn dâu toàn là các hot girl luôn. Đây này. À đi dắt xe sang đây cả cùng cách chợ lên được không nhau? À đi chợ đi đâu rồi? Đây là khu vực phía trong nhà của cô dâu. À bây giờ chuẩn bị cướp dâu. Xe mông chú rể này. Lên sang cùng. Thôi. À đây là chậu các thứ đây của hồi môn đây đúng không? À. Thế là cô dâu là chọn bạn này khỏe nhất đúng không? Thế sao lại chặn chốt ở đầu tuyến luôn này? Thế. À. Qua cửa thì phải bước qua em thì mới lấy được. À. Cứ phải bước qua sát em. Anh đạp đổ xong bước qua. Không phải. Sao thấy cả ruột đây? Ôi. Cô dâu sốt ruột hơn cả chú rể đây. Hài lắm đấy nha. Hỏi bạn này cái nhỉ? Bạn này sinh lên thế này thì tên gì đấy? Em tên Nhung ạ. Nhung à? Em chuẩn bị lên YouTuber nhé. Cười xinh vào em ơi. Em vẫn xinh. Thôi cứ đứng chữ gái xinh này không biết nói gì đâu. Mệt lắm. Mấy bạn này là em có vào cùng với cô dâu chứ, đúng không? Dạ. Em có vào đi theo đoàn phái đoàn chứ, đúng không? À, em chỉ đưa cô dâu ra cửa thôi ạ. Ừ. Sao lại chỉ? Dạ. Sao lại chỉ? À, em có biết bận ạ. À, thế. Các bạn của em mà, các bạn của em nhiều lắm. Đây, đưa cô dâu đến là... Đây. Đây. Em bạn này. Sẵn sàng. Chưa đủ lạnh nhỉ. Ôi. Cái này đây. Ôi. Thế là Cô này là. Ôi. À, nhìn thấy rồi nhá. Kéo lên là nó nhiều nhá. Không cảm được cái thế đâu. Cô này đây. Nhất cô này rồi. 5 cái. Ui, có nhận chị tay nhanh rồi đấy. Em mới không được cái nào. Em phải chia ra bọn nhà trai tí mới được rồi chị. Cười lên tí về rửa bát. Anh có zoom to quá không? Zoom. À còn phải lại. Ôi, lại 4 phương 8 hướng à? Lại 4 phương. Ồ. Hay nhỉ. Cái này là cô dâu đi ra thẳng là không được quay đầu lại đâu ấy. Lại xong này là đi thẳng không được quay đầu lại. Không được quay đầu. Đúng không? Không được không, nón được. Không được quay đầu ngó lại nhà đâu. Không che nón nhở? Chưa. Chưa được nón đâu đó. Vừa nãy có chứ, có che nón chứ nhở? Ra khỏi đây mới được nón các bạn. Hả? Ra khỏi đây mới được nón hay sao mà? Với ra cửa đã đợi rồi. 1, 2, 3, 4. Từ từ.
Ừ, bên kia thôi, bên kia bán thôi, bên kia bán thôi. Đi thẳng luôn đấy. kể cả là quên đồ kiểu không phải. Này, vừa lúc này đâu tí về rửa bát đấy. Mai cũng chưa rửa đâu. Nó chưa có đấy. Wow. Trao quà của Hồi Môn đấy. Cả một chỗ bát là được bạn à đấy. Vào đây các bạn. Wow. Bè quá.